Cuối cùng thì nhà nước cũng đã nhúng tay vào cái việc là các bạn phải nhận quá nhiều những tin nhắn và cuộc gọi rác mà không đúng ý muốn của các bạn. Trước đây thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều phần mềm như là Truecaller, hay là chúng ta phải block bằng tay từng số một. Nó rất là mệt mỏi, và đến bây giờ thì Bộ Thông tin Truyền thông, cụ thể hơn là Cục An toàn Thông tin, cũng đã có một chương trình, và thực chất thì đây là dự thảo hướng dẫn người dùng sử dụng cách đăng ký và hủy đăng ký. Có nghĩa là bây giờ chỉ qua một tin nhắn thôi là các bạn cũng sẽ được Bộ Thông tin Truyền thông bảo vệ khỏi những cái tin nhắn liên tục và khiến cho các bạn bị làm phiền rất là nhiều trong quá trình sử dụng điện thoại của mình. Vậy thì chi tiết về việc này nào và cách chúng ta thực hiện ra sao thì hãy cùng làm rõ trong video ngày mai nhé. Như mình nói ngay từ đầu video thì cái việc chúng ta ngăn chặn những cái tin nhắn rác đến với điện thoại của mình thì trước đây chúng ta làm bằng cách là cả những cái phần mềm như là Truecaller hoặc là tự block bằng tay. Nhưng mà thực chất thì những cái cách này nó không thực sự hiệu quả. Và cái giải pháp này đến từ Bộ Thông tin Truyền thông nó giống như là một cái ly nước cực kỳ mát, cực kỳ nhiều đá khi các bạn đang lê bước trên sa mạc vậy. Chúng ta quá khát một cái phương pháp giải quyết thực sự hữu hiệu rồi. Và tất nhiên là trước đây nếu để làm được những cái việc đó thì các bạn phải cần đến smartphone đúng không? Bây giờ bất cứ điện thoại nào các bạn cũng làm được điều này. Đơn giản các bạn chỉ cần đăng ký thông qua website hoặc là đăng ký thông qua những cái tin nhắn mà thôi. Tất cả mọi thứ sẽ được block thông qua số điện thoại của các bạn. Hay không? Trước đây các bạn cứ phải nghĩ đến cái việc là tham khảo tại một số cửa hàng như là 7S để có cho mình một cái điện thoại để mình có thể tránh được khỏi những cái vấn đề như vậy. Ví dụ các bạn không có tiền đi thì ít nhất vào một số cái trang web thì các bạn phải mua những con điện thoại từ vài triệu rồi. Mình đang tham khảo ở Di động Việt thì không chỉ có Redmi Note 12 Pro 5G mà chúng ta còn có những dòng sản phẩm khác đến từ Oppo hay là Galaxy, thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link ở phía bên dưới. Với những sản phẩm như thế này đến từ Di động Việt thì chúng ta luôn luôn có những chương trình thu cũ lên đời cho các 0% cũng như là những cái chương trình tặng phụ kiện, tặng phiếu mua hàng dành cho các bạn. Đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới, mình sẽ để ở trong comment cũng như phần mô tả nha. Thì thực chất đến bây giờ các bạn dùng máy đen trắng cũng được. Thì cái cách chúng ta thực hiện nó rất là dễ dàng thôi. Nếu các bạn không muốn nhận được những cái tin nhắn quảng cáo thì các bạn chỉ cần nhắn tin như sau: DK gạch chân DNC gạch chân, hay chúng ta gọi là ship trừ nha, S gửi 5656. Còn nếu một ngày nào đó bất ngờ các bạn lại muốn nhận lại được những cái quảng cáo như thế thì các bạn có thể hủy cái dịch vụ này bằng cách là nhắn tin hủy gạch chân DNC gạch chân S gửi đến 5656. Bên cạnh cái việc là chúng ta không muốn nhận tin nhắn quảng cáo nữa thì chúng ta cũng có thể là đi vào cái danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo bằng cách là soạn tin theo cú pháp sau: DK gạch chân DNC gạch chân V cũng gửi 5656. Còn nếu một ngày nào đó là các bạn lại muốn có ai làm phiền mình thì các bạn lại hủy cái chương trình này. Đó là hủy, các bạn chỉ cần nhắn tin là hủy gạch chân DNC gạch chân V gửi 5656. Còn nếu như các bạn là những người không muốn nhận cả tin nhắn quảng cáo cũng như là không muốn nhận cả những cuộc gọi quảng cáo thì các bạn có thể làm như sau: DK cách DNC gửi 5656. Nếu các bạn một ngày nào đó lại muốn nhận được cả hai thứ đó thì các bạn thêm một chữ hủy vào thôi. Soạn tin nhắn là hủy cách DNC gửi 5656. Tại sao mình lại nói là một ngày nào đó các bạn lại muốn nhận được những cái tin nhắn như thế? Bởi vì là không phải quảng cáo nào cũng là quảng cáo xấu. Thực chất với các bạn là có những cái dịch vụ mà mình đã từng làm thông qua telesale các bạn nha. Ví dụ như là mở thẻ tín dụng chẳng hạn. Trước đây thì cái thời gian để mở thẻ tín dụng của chúng ta mất rất là nhiều. Các dịch vụ tín chấp ở bên các ngân hàng thì cần rất nhiều thời gian. Và đôi khi sẽ có một vài nhân viên ngân hàng phải chạy KPI, họ muốn mở thẻ tín dụng cho chúng ta. Thì mình cũng đã từng làm thông qua cái đó và thực chất là nó cũng rất là nhanh. Thế thì bây giờ sau khi chúng ta đăng ký những dịch vụ như thế này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng như là Cục An toàn Thông tin sẽ bảo vệ người dùng như thế nào? Các bạn lưu ý là khi các bạn đăng ký vào những dịch vụ bảo vệ khỏi những tin nhắn và cuộc gọi rác nha, không phải là chúng ta không còn tin nhắn quảng cáo, không còn cuộc gọi quảng cáo gọi đến máy của chúng ta nữa, mà bản chất ở đây là Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã can thiệp và cấp phép cho những đơn vị và những công ty nào được phép quảng cáo thông qua tin nhắn. Còn nếu đơn vị nào mà đã được cấp phép rồi mà vẫn làm phiền chúng ta, hoặc là đơn vị nào chưa được cấp phép mà làm phiền chúng ta thì sẽ bị phạt rất nặng nếu như các bạn report hoặc là báo cáo lên trang web của Bộ Thông tin Truyền thông. Thì mình sẽ để lại cái đường link để các bạn có thể báo cáo nha. Bản chất sau khi các bạn tham gia đăng ký chương trình này thì những đơn vị quảng cáo vẫn sẽ được phép nhắn tin quảng cáo, gọi điện quảng cáo đến máy bạn. Tuy nhiên những cuộc gọi và tin nhắn này chỉ có thể được gửi từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối mà thôi. Ông nào mà gửi 6 giờ 59 phút hoặc là 22 giờ 01 phút là coi như xong, có thể sẽ bị phạt rất nặng bởi Bộ Thông tin Truyền thông. Và nếu mà có bất cứ đơn vị nào làm trái điều này thì các bạn hoàn toàn có thể lên trang web để khiếu nại và họ có thể sẽ bị phạt rất là nhiều. Và nếu như các bạn đăng ký và được bảo hộ bởi Bộ Thông tin Truyền thông thông qua những tin nhắn và cú pháp mình vừa đưa ở phía trên ấy,
thì mỗi đơn vị, mỗi nhãn hàng chỉ được gửi duy nhất một tin nhắn về một sản phẩm, về một công ty của mình. Và cái tin nhắn đầu tiên và duy nhất này thì bắt buộc phải có định dạng là DKQC, có nghĩa là đăng ký quảng cáo ấy. Bên nào mà không có cái tin nhắn này thì cũng sẽ bị phạt bình thường. Và các đơn vị muốn đăng ký để quảng cáo thông qua tin nhắn và cuộc gọi thì cũng phải có những tin nhắn được làm theo cú pháp có sẵn. Đó là giới thiệu người quảng cáo, đề nghị đăng ký, hướng dẫn nhắn tin quảng cáo thông qua hệ thống của Cục An toàn Thông tin hoặc do hệ thống của người quảng cáo thiết lập, hướng dẫn từ chối thông qua hệ thống của Cục An toàn Thông tin hoặc hệ thống do người dùng quảng cáo thiết lập. Nếu như họ thiếu những thông tin này trong quảng cáo của mình thì họ cũng sẽ bị phạt. Nhiều người nghĩ rằng đây mới chỉ là dự thảo thôi, nhưng mà đây là dự thảo về việc hướng dẫn các bạn nhé. Có nghĩa là hướng dẫn người dùng làm sao để cho chúng ta có thể đăng ký vào cái chương trình opt-out, chặn những cái quảng cáo như thế này. Chứ còn chắc chắn là chương trình này sẽ đi vào hoạt động theo như nghị định số 91/2020/ND/CP của chính phủ về phòng chống tin nhắn rác. Thì các bạn cứ yên tâm là có thể trong thời gian tương lai, những cái việc của chúng ta bị làm phiền bởi cuộc gọi và tin nhắn spam nó sẽ được giảm đi đáng kể. Quan điểm của mình về việc này thì mình tin đây cũng sẽ là một trong những cái phương thuốc cực kỳ hữu hiệu để chúng ta có thể tránh được những cuộc gọi, những tin nhắn làm phiền. Tuy nhiên rằng luật sinh ra thì những kẻ xấu vẫn sẽ biết cách lách mà thôi. Và mình nghĩ rằng không sớm thì muộn thì những vấn đề này có thể cũng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên từ giờ đến lúc đó thì chúng ta cứ vui mừng đã. Và các bạn đừng quên là hãy đăng ký ngay lập tức nếu như các bạn là những người đang bị làm phiền bởi cuộc gọi cũng như là tin nhắn rác.